Thưa đại chúng, là đại chúng có buồn ngủ không ạ? Có buồn ngủ không? Trưa nắng, thầy trụ trì, thầy sắp xếp đúng cái giờ linh luôn. Lần đầu tiên trong cuộc đời đi giảng là giảng đúng 12 giờ trưa. Nếu mà đại chúng có buồn ngủ, có mệt thì cứ nằm tại chỗ ngủ, không sao cả, đâu có gì phải gắng gượng. Để rồi mệt mà ngồi gục lên gục xuống thì cũng tội nghiệp, cho nên mệt cứ nằm đó ngủ. Nói với cái chị bên cạnh: chị cho tôi mượn cái đùi của chị, tôi làm cái gối. Và Minh Thiền đảm bảo rằng đại chúng ngủ ở đây sẽ ngon hơn ngủ ở trong phòng. Ngủ ở đây có thầy Minh Thiền ru cho các vị ngủ. Ở trong phòng không có người ru đâu. Thưa đại chúng, vội sinh, vội tử, vội một đời, vội cười, vội khóc, vội buông lơi, vội thương, vội ghét, nhìn nhau lại, vội vã tìm nhau, vội vã rời. Một thiền sư nổi tiếng của Nhật Bản, ngài nói: ta đến trần gian này để làm gì? Và nếu những người học đạo của chúng ta am hiểu về Phật Pháp, chúng ta sẽ trả lời rằng ta đến trần gian này để tá túc, chứ không phải để định cư lâu dài. Nơi đây chỉ là cõi, là nơi, là chốn để chúng ta tạm trú trong một thời gian ngắn ngủi mà thôi. Rồi chúng ta rời trần gian để cất bước đi về cái chốn trần gian khác, cũng để tá túc, cũng để tạm trú. Thế cho nên theo giáo lý của nhà Phật, nếu như một chúng sinh còn trong sanh tử thì trong sáu nẻo luân hồi là nơi chốn tạm trú, là nơi chốn dừng chân của chúng ta. Nhưng đến với mỗi cõi, hành nghiệp mỗi khác, mỗi chốn, mỗi nơi đều khác nhau về hình dạng, về nghiệp thức, về cách sống. Trong sáu cõi luân hồi, duy chỉ có ba cõi tương đối được cho là vui, nhưng không phải là cái vui lâu dài, là cái vui trường cũ. Đó là cõi trời, Atula và cõi người. Và trong kinh cũng nói rằng chỉ có cõi người là cái cõi mà con người ta có thể thức tỉnh để tu hành. Cõi trời vì quá sung sướng nên chúng sinh ở cõi đó chỉ đắm say. Họ hàng ngày được đàn ca sáo thổi, được cõi mây, được lướt gió. Trong cuộc sống không có tận mắt chứng kiến những cái cảnh khổ, và bản thân không đối nhận được nỗi khổ niềm đau. Thế cho nên không có cơ hội để thức tỉnh tu hành. Cõi người chúng ta là cái cõi để có cơ hội thức tỉnh tu hành. Vì trong cuộc sống của chúng ta, vui, buồn, thịnh, si, được, mất, nó có mặt. Nên chính do những cái yếu tố của buồn, do cái mất, do cái si mà chúng ta có cơ hội để tu tập hơn. Vì sao tôi nói như vậy? Vì giá như cuộc đời chúng ta nó cứ yên bình, nó trôi xuôi theo ngày tháng, nó chỉ có thành công, nó chỉ có hạnh phúc, ước gì có đó, muốn gì được nấy, chúng ta không đau khổ, chúng ta không nghĩ đến chuyện tu. Nói như vậy thì không có nghĩa là tôi quy chụp cho cái chuyện tu của chúng ta là vì chúng ta thất bại, do chúng ta đau khổ chúng ta tu. Mà xin thưa, rõ ràng phần đông chúng ta đến với đạo, học đạo thì là do không có tự khả năng mình chiến thắng được nỗi khổ niềm đau. Bản thân không chiến thắng được nỗi khổ niềm đau nên tìm đến chùa học Phật Pháp, nhờ Phật Pháp, nhờ quý thầy hướng dẫn, có phương pháp, có con đường tu tập để vượt thoát được khổ đau. Nhưng rồi cuộc đời là chốn để chúng ta vội sinh rồi vội tử, vội ghét rồi vội thương, vội đến vội đi, vội nắm tay rồi cũng vội chia lìa. Nơi đây người đến
để chia tay người quen cùng kẻ lạ, hội ngộ nhau chốn này. Cái chốn này là cái chốn để con người ta đến gặp gỡ rồi chia tay, chứ không phải gặp gỡ để rồi ở mãi với nhau được đâu. Có hai vợ chồng đó chết đi, người ta chôn gần nhau, hai ngôi mộ nằm sát bên nhau. Rồi trải qua ngày tháng, phần thịt của mỗi xác thân nó đều bị rụt rã hết, chỉ còn lại hai bộ xương. Thì một đêm, bộ xương của người vợ mới thủ thỉ hỏi chồng rằng: "Chồng ơi, anh thấy em có đẹp không?" Bộ xương của ông chồng mới trả lời: "Đẹp, đẹp ghê lắm, đẹp thấy sợ luôn, đẹp nhìn muốn bỏ chạy." Bộ xương của bà vợ nói: "Ủa, chứ hồi trước khi mà anh mới gặp em, anh nói em đẹp lắm, anh muốn được ở gần bên em, và rồi anh tìm đủ mọi cách để rước em về làm vợ của anh, mà tại sao bây giờ anh nói nhìn em muốn bỏ chạy?" Ông chồng cũng không trả lời, ông im thinh thích thôi. Rồi bộ xương của bà vợ lại hỏi tiếp: "Chồng ơi, nhà, xe, tiền bạc, ruộng đất của mình đâu rồi hả chồng?" Bộ xương của người chồng ngậm ngùi nói: "Để lại cho người khác giữ giùm, xài giùm rồi." Bà vợ mới nói: "Ủa, vậy mất mấy mươi năm mình lận đận đó, bây giờ mình còn gì hả chồng?" Bộ xương của người chồng nói: "Hiện tại mình còn hai bộ xương khô, nhưng ít bữa nó cũng mục thành bùn thành đất, tới bộ xương cũng không còn giữ nữa. Bà ở đó mà còn nằm muốn giữ nhà, giữ xe, giữ của cải à?" Tất cả chúng ta nếu ý thức được rằng rồi một ngày nào đó chúng ta chỉ còn lại bộ xương, và theo năm tháng thì trở về hẳn với cát bụi, đến bộ xương cũng không còn giữ được, thì chúng ta sẽ bớt ham muốn, chúng ta sẽ bớt giành giật, chúng ta sẽ dành thời gian để nuôi lớn đời sống tâm linh của chính mình, chúng ta sẽ dành thời gian để tạo thêm nhiều phước đức và công đức cho chính mình. Nhưng buồn thay cho tất cả chúng ta là chúng ta không ý thức được ngày mai mình sẽ nằm dưới nấm mộ kia, ngày mai mình chỉ còn một chút tro cốt ở trong cái hũ cốt ba lớn vậy thôi. Vì không ý thức được điều đó cho nên chúng ta mất nhiều thời gian để giành giật, để đấu tranh, mà bên cạnh đó không tạo được chút phước lành, chút công đức nào cả. Vì vậy đại chúng nên nhớ, nhà, xe, của tiền vật chất là vật ngoài thân, cho đến cả cái xác thân này là cái mình cho là mình, mai mốt cũng trả lại hết cho cuộc đời, để lại cho người khác giữ, để lại cho người khác xài. Vì vậy mình phải trang bị cho mình cái hành trang, đó chính là phước đức và công đức để đi vào cuộc đời. Có một cô Phật tử, mỗi lần cô đến chùa là cô sẽ đem một bó hoa đến cúng Phật. Cô tỉ mỉ cắm thành một bình hoa thật đẹp, kính cẩn dâng lên trước Đức Phật. Cô đảnh lễ Phật ba lễ, rồi ngồi yên bình xuống đó, ngắm nhìn tượng Phật, và cô cầu xin Đức Phật: "Xin Đức Phật cho con thoát khỏi tất cả những khổ đau mà trong đời sống của con đang gánh chịu." Và rồi Đức Phật cứ nhìn cô mỉm cười không trả lời. Nhiều ngày tháng đi qua, cô đến chùa cũng với việc làm là dâng hoa cúng Phật, cũng với tâm niệm là khát khao muốn được thoát khỏi những nỗi khổ niềm đau mà mình đeo mang bấy lâu nay. Cho đến một hôm, cô có cái duyên được gặp thầy trụ trì. Cô đến và thưa với thầy: "Thầy ơi, con nghe nói quý thầy là người có phương pháp để chỉ cho chúng con cách thức tu tập để có được an lạc, có được hạnh phúc.
Thưa Thầy, chỉ cho con một phương pháp nào đó để con ứng dụng, con tu hành trong đời sống của con, để con khỏi phải lận đận, khỏi phải khổ đau. Thầy trụ trì là người bấy lâu nay quan sát và biết được đây là một tín nữ có tâm thành với Phật. Cô đến chùa là đem một bó hoa thật tươi đến dâng cúng Phật. Vì vậy cho nên Thầy muốn mượn cái công việc của cô để chỉ dạy cho cô phương pháp tu tập. Thầy trụ trì mới hỏi: con có thể tường thuật và cho Thầy biết cái cách trưng hoa, cắm hoa như thế nào để cho nó tươi lâu ngày không? Cô mới thưa: dạ thưa Thầy, không cần đổ quá nhiều nước, chỉ cần đổ một ít thôi, nhưng mỗi ngày mình phải thay nước. Và nếu như 3-4 ngày đi qua mà cảm thấy cái gốc của cái cành hoa mà nó bị thúi đi á, là phải dùng kéo cắt bỏ cái phần đó, chứ không nó sẽ làm thúi cả một thân cây hoa. Thế cho nên Thầy phải cắt bỏ và siêng năng tưới nước, siêng năng thay nước. Thầy trụ trì nói: con tu cũng như vậy đó con à, tu cũng phải như vậy, phải thay nước, phải thay nước của tâm. Con nên nhớ hoa không thay nước sẽ làm thúi cành, thúi gốc, bởi vì đó là dơ, đó là uế. Không thay nước nó sẽ dẫn đến hôi thối, không ai chịu nổi. Cũng vậy, cái bình đựng nước để cắm hoa cũng như tâm thức của chúng ta, phải coi lại cái gì xấu, cái gì bất thiện, cái gì không tốt, phải thay nó đi, phải đổ nó đi, để chứa trong lòng là những cái gì thánh thiện, những cái gì tốt, những cái gì là lẽ phải, những gì là đạo đức, phải giữ nó lại trong lòng, thì nó mới làm cho đời sống của chúng ta tốt tươi như cành hoa được. Đồng ý không? Ngay từ khi quý Phật tử mới bước chân vào chùa, quý Phật tử thọ pháp quy y, thì quý hòa thượng giới sư đã nói rằng: tâm ta như cái bình nước vậy đó, nếu mà muốn có nước trong, nước sạch để uống á, thì phải đổ bỏ nước dơ đi, rửa cái ly cho thật sạch thì mới có thể sử dụng để đựng nước được. Cũng vậy, tâm ta đi rong ruổi theo ngày tháng, lao vào trong bụi trần, dẫy đầy tham sân si và tập nghiệp của phiền não. Rồi bây giờ nếu như chúng ta cứ chứa mãi trong lòng, không biết buông nó xuống, không biết thả cho nó bay lên, hoặc không biết làm cho nó phai nhạt đi trong lòng của mình, mà mình cứ giữ nó mãi, thì đời chúng ta không có ngày hạnh phúc. Bất an và đau khổ sẽ là bạn của chúng ta đi trong chung một đường trong cuộc hành trình giữa cuộc đời sống này. Nhưng nếu như chúng ta khéo léo, chúng ta biết vận dụng trí tuệ, chúng ta biết nương vào Phật Pháp, biết ứng dụng tu hành, thì bản thân chúng ta sẽ làm sạch được tâm thức của mình bằng những phương pháp mà Đức Phật đã dạy, được quý Thầy hướng dẫn. Nhưng chuyện tu hành không thể nói mà được, cần chúng ta phải nỗ lực thực hành. Phật Pháp, 100 người học Phật, trong đó có thể có 6-70 người nói được Phật Pháp, nhưng trong 6-70 người nói Phật Pháp đó, có được 30 người thực hành Phật Pháp, trong 30 người thực hành Phật Pháp, có được 15 người thực hành một cách miên mật, trong 15 người thực hành một cách miên mật, chỉ có 7 người là có được an lạc hạnh phúc. Vậy thì bản thân của chúng ta phải làm sao để ta là người có mặt trong bầu trời hạnh phúc, để ta là người có được sự an lạc thông dong của đời sống này. Nhắc lại đại chúng, bộ xương của người chồng trả lời như thế nào? Đến một ngày nào đó, bộ xương này cũng không phải là ta cũng không giữ được nó nữa. Ta đã quá lận đận, mất quá nhiều thời gian để chạy vại, để tìm cầu, để ham muốn, để ôm ấp tất cả mọi thứ về cho đời của mình. Nhưng cuối cùng được cái gì ạ? Còn lại đó chính là một nắm mồ, là một hũ cốt. Nói điều này không phải
để cho tất cả chúng ta bi quan chán nản đời sống, nói để ý thức được sự vô thường, để chúng ta sống tốt mỗi ngày và tu tập tốt mỗi phút giây. Chứ đừng nghe thầy Minh Thiền nói mai mốt mình cũng chết, còn nấm mồ cuối cùng của mình là hũ cốt, rồi thôi, không cần phải tu tập. Thấy chán nản đời sống như vậy là hiểu sai về ý của thầy Minh Thiền. Thầy Minh Thiền muốn nói về vô thường là để hướng dẫn cho đại chúng, để đại chúng sống tốt hơn, đại chúng tu tập tinh tấn hơn, để có được an lạc. Cái cây tre đó thưa đại chúng, 4 năm đầu tiên đó, nó chỉ lên được vài cm thôi. Nhưng kể từ năm thứ năm trở đi á, mỗi một ngày nó vươn cao 30 cm. Như vậy mất 6 tuần thì nó có thể vươn thân dài 15 m. Người ta nói rằng vậy chứ 4 năm đầu tiên tại sao cái tre không phát triển? Xin thưa, nó phát triển chứ, nhưng nó không phát triển chiều cao, nó không phát triển cái thân tre, mà nó phát triển gốc rễ. Cái rễ tre đó trong 4 năm đầu tiên nó ăn sâu vào lòng đất, và nó ăn rộng ra chu vi cả hàng trăm mét vuông. Vì tự bản thân của cây tre nó ý thức được rằng không phải chỉ nó đứng một mình giữa trời trơ trọi, mà sau này nó phải sản sinh cho đời những bục măng, những thân tre khác, và nó phải có trách nhiệm để che chở, để nâng đỡ. Và không phải chỉ có một cây tre, mà sau này nó có cả một cái bụi tre. Như vậy, nếu bản thân nó không cắm rễ sâu vào lòng đất, không ăn rễ rộng ra để giữ, thì sau này nó gặp giông bão nó sẽ lật đổ ngay thôi. Cây tre cho chúng ta một bài học. Chúng ta cần trang bị cho mình hai thứ làm căn bản để có một đời sống vững vàng. Thứ nhất là kiến thức. Là Phật tử thì không phải trang bị cho mình kiến thức của đời không, mà cần phải trang bị cho mình kiến thức của đạo. Kiến thức của đời để chúng ta sống và phát triển đời sống vật chất, nhưng nhờ kiến thức của đạo để nuôi dưỡng đời sống của chúng ta ngày càng tốt hơn. Thứ hai là phải bồi dưỡng cho mình, xây dựng cho mình được nền tảng của đạo đức. Có kiến thức để ứng dụng sống giữa cuộc đời, có đạo đức để cách đối nhân xử thế của chúng ta làm đẹp được lòng người. Như vậy, cái mà chúng ta cần xây dựng để làm nền móng cho bản thân mình đó chính là kiến thức và đạo đức. Không có kiến thức dễ bị thiên hạ lừa, dễ bị người ta ăn hiếp, dễ bị người ta lấn lướt. Nhưng nếu như không có đạo đức thì mình trở ngược lại, mình sống tệ, mình là người đem đau khổ đến cho người khác. Vì vậy thiết nghĩ chúng ta cần lắm đó là cái kiến thức và đạo đức, để cho đời sống của mình được thảnh thơi, được thông thả, và tạo được nhiều mối liên hệ tình cảm tốt đẹp hơn giữa cuộc đời. Một đời sống của một người Phật tử có thể cho phép chúng ta sống không tham cầu về vật chất, có thể cho phép chúng ta biết đủ về đời sống vật chất, nhưng không cho phép người Phật tử không có kiến thức về đạo pháp, không cho phép người Phật tử không có nỗ lực tu tập. Nếu như các vị không bồi dưỡng kiến thức về Phật pháp thì chúng ta dễ đánh mất đi chánh tín, dễ rơi vào mê tín. Nghe người khác nói chúng ta lại vội tin rồi vội ngờ vực. Vì vậy có kiến thức về đạo pháp giúp cho chúng ta hiểu biết nhiều và hiểu biết một cách đúng đắn về giáo lý của Đức Phật. Có sự tu tập để cho chúng ta có được công đức, chúng ta đoạn trừ được nghiệp lực, để cho đời sống của mình có an lạc, có thảnh thơi và có giải thoát. Một người Phật tử tu tập mất nhiều thời gian nhưng không được thảnh thơi, không được an lạc, không được giải thoát là do chúng ta chưa hiểu đúng về Phật pháp. Vì không hiểu đúng cho nên thực hành không đúng, mà thực hành không đúng thì tất nhiên không có kết quả. Vì vậy Minh Thiền nói cần lắm kiến thức của Phật pháp để chúng ta hiểu đúng, thực hành đúng để có kết quả tốt đẹp. Vì vậy nhân đây khuyên đại chúng là phải siêng năng đọc những bài kinh
của Đức Phật dạy, siêng năng nghe quý thầy giảng, để chúng ta mở rộng được cái con mắt trí tuệ của mình, làm cho con mắt trí tuệ của mình ngày càng sáng, ngày càng lớn hơn, để nhìn nhận được đâu là đúng, đâu là sai, ứng dụng tu tập cho nó tốt. Có một số Phật tử không biết nghe ai giảng, nhưng mà họ nói rằng con bây giờ không có cần phải đọc kinh Phật, không có cần tìm hiểu về pháp môn này, pháp môn kia, con chỉ cần làm và kiếm nhiều tiền để dành đó, mai mốt đến lúc mà con chết, tiền đó đi mời người ta đến hộ niệm, tiền đó cúng dường trai tăng, thì con được về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Mình chưa từng nghe một vị thầy nào giảng về vấn đề này. Nếu đại chúng có nghe thì cung cấp cho mình thông tin. Nhưng có lẽ Phật tử hiểu sai. Hiểu sai. Hiểu như vậy thì có đúng không ạ? Được không? Không. Nếu có thì Đức Phật, những bậc tổ sư, những bậc thầy khuyên chúng ta buông việc đời để lo tu tập, buông đời để giữ, để giữ đạo, chứ không có vị thầy nào mà dạy chúng ta buông đạo để giữ đời. Không ai dạy vậy hết đâu. Nhưng chúng ta lại hiểu rằng bây giờ cứ kiếm nhiều tiền đi, mai mốt mình bệnh đó, cái mời đạo tràng Phật tử chùa Huyền Trang tới ngồi niệm Phật để phát cho người vài chục vậy đó, làm được Phật rước, nhờ người ta tu thế cho mình, hoặc lấy cái đó cúng dường trai tăng để quý thầy tụng kinh cầu nguyện là mình được siêu thoát. Được không? Hiểu vậy là sai á. Hiểu vậy là hiểu sai lắm. Việc làm đó, thầy Minh Thiền khẳng định rằng đó là một việc làm tốt, chứ không phải là xấu. Vì sao vậy? Vì ta nhờ người khác giúp đỡ, nhờ người khác cầu nguyện thế cho ta, đó cũng là một việc tốt. Nhờ người khác tu tập trợ duyên cho chúng ta, và nhờ quý thầy cầu nguyện cho chúng ta, đó cũng là điều tốt, không sai. Nhưng nó không quyết định được cho chúng ta xóa bỏ nghiệp lực, không quyết định được cho chúng ta tái sanh về cảnh giới an lành, mà chính bản thân của chúng ta phải tu tập. Vì vậy mà Minh Thiền nói với đại chúng rằng cần lắm cái hiểu đúng về Phật Pháp. Ngày hôm nay có rất nhiều những vị tự phong cho mình là giáo chủ, tự phong cho mình là trưởng một cái dòng, một cái gì đó, để đứng ra để dạy đạo lý, mà họ gắn cái mác là giáo lý của Đức Phật, hoặc là Thiền Tông, hoặc là Tịnh Độ Tông, hoặc là Mật Tông. Nhưng thưa, những lời họ nói hoàn toàn sai với giáo lý của Đức Phật. Họ chỉ vẽ một cách rất sai lầm, và rồi Phật tử chúng ta hoang mang, chúng ta không biết đâu là đúng, đâu là sai. Vậy thì cái lỗi này không phải do người kia. Người kia cái đó là cái nghiệp của họ, mình khoan bàn tới họ. Nhưng cái lỗi mà Phật tử hoang mang là lỗi do chính bản thân Phật tử không chịu học, không chịu tìm hiểu, không chịu nghiên cứu cho kỹ. Thế cho nên nghe cái hoang mang. Còn nếu như mình đã học, đã tìm hiểu một cách kỹ càng tường tận rồi, thì bây giờ có 100, 1000 người gì nói, mình biết họ nói đúng hay sai liền. Bây giờ mình không học, cái mình nghe ở đâu đó nói cái này, ở đâu đó nói cái khác, cái mình phân vân vô cùng. Ủa tại sao mấy thầy dạy thế này rồi người kia dạy thế khác, vân vân và vân vân. Tất cả là do chúng ta không trang bị cho mình đầy đủ kiến thức về Phật Pháp, nên không có cái nhìn đúng đắn. Thứ hai, người Phật tử không có nỗ lực tu tập, cho nên nỗi khổ niềm đau không tự mình giải quyết, mà đi cầu xin người khác giải quyết. Xin cho con được bình an giữa muôn ngàn những nghịch cảnh, những trái ngang, để rồi người ta mưu hại con bằng lời nói hay hành động, xin Đức Phật giúp cho con bình an. Xin thưa, đối diện trong hoàn cảnh khó khăn đó, Đức Phật có giúp cho chúng ta bình an hay không ạ? Không. Mà chính bản thân của chúng ta phải là người giúp đỡ mình được bình an hay bất an.
người ta mưu hại mình bằng lời nói hay bằng hành động. Mình sẽ bất an, mình sẽ đau khổ nếu như trước đó mình không có công phu tu tập, mình không có định lực, cho nên gặp hoàn cảnh là mình bị nó cuốn đi, nó tác động là mình khổ ngay thôi. Còn nếu như mình có công phu tu tập hàng ngày, phước đức công đức của mình đủ lớn, khi bị người khác mưu hại bằng lời nói hay bằng hành động, chúng ta vượt qua dễ dàng lắm. Vì chính bản thân của chúng ta đã cho mình một cái định lực, rồi khi dông bão của cuộc đời đến không lay chuyển được chúng ta. Lúc đó chúng ta như là tảng đá vậy đó. Trong Kinh Pháp Cú Đức Phật nói, gió có lớn mấy đi chăng nữa cũng không thổi bay được núi đá, không thổi bay được núi đá. Nhưng chỉ cần một làn gió nhẹ sẽ thổi bay tất cả những bụi cát trên mặt đất. Vậy thì chúng ta phải làm sao để mình trở thành núi đá, chứ đừng là cát bụi, để rồi cơn gió tới là thổi mình bay đi mất.